Vâng, xin chào các anh em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em muốn giới thiệu cho anh em một cái âm ly của nhãn hiệu của Đờ Nông. Model của nó là Pacma PMA 390AE. Đây là dòng được sản xuất tại Nhật Bản anh em nhé. Đây là con này là màu mặt trắng. Con này điện dùng điện 100V và công suất của con này nó hơn cái con công suất của con 390 4 la mã và 3 la mã. 390 4 la mã là 135, con này là 150. Vâng. Thì hiện trạng con này về thì cũng rất là đẹp. Rất đẹp anh em nhé. Thì có trên nắp lưng thì nó có lốm đốm mấy cái màu vàng ấy, con này nó mới về nên em cũng chưa vệ sinh. Nên đâm ra là em về là cũng giới thiệu cho anh em luôn. Và đây em giới thiệu cho anh em. Đây là nút nguồn. Đây là nút nguồn. Và nút này là cái chỗ này là bắt tín hiệu của remote anh em nhé. Đây là đường phone. Đây cổng A, cổng B. Đây, cổng A này. Đấy. Và bát, chép, ba lăng. Đấy. Đây có lốt nét. Đây là volume. Đây là volume tỏ. Đây có nút direct. Nút direct này khi ấn vào đây thì nó cắt cái mạch âm sắc ở đây, nó chạy thẳng. Thì cái bát test này anh em mình không chỉnh được đâu nhá. Đấy, anh em mình không chỉnh được. Đây là rề ao, đây là những cái nút thu. Còn đây là các cái chọn cái cổng. Đây. Mình ấy sang tuner, sang DVD. Đấy. Ở đây phono, tép B1, tép B2 và Pacma 90AE. Đấy thì em sẽ giới thiệu cho anh em đằng sau. Em giới thiệu cho anh em đằng sau để xem được cái là các cái cổng ở đây thì nó cũng như các cái dòng ấy. Đây là cái cổng phono này, CD, tuner, DVD AUX, tép B1, tép B2. Và đây là có cái nút rề ao. Cái rề ao này thì là khi anh em mình câu từ đường này xuống một con đẩy nào đấy thì con này nó sẽ như là một cái con dề. Con âm ly này như một con dề, chỉ chỉnh âm sắc thôi. Còn là công suất thì sẽ đấu này để anh em mình có thể hát karaoke rất tiện lợi. Đấy, còn đặc biệt là những cái dòng Đờ Nông này nó có những cái nút rề ao này rất hay, rất tiện lợi. Còn đây thì là cái công suất trở kháng AB tách biệt thì 4 đến 16 ohm và A cộng B thì có 8 đến 16 ohm. Đấy anh em lưu ý nhá. Lưu ý ở cái cổng này vì nếu mà anh em mà đánh hai đôi loa mà có 6 ohm và 4 ohm thì sẽ không đánh được. Đấy, chỉ đánh được từ 8 đến 16 ohm nếu anh em đánh hai đôi loa. Đấy. Nếu mà đánh một đôi loa thì đánh cổng nào cũng được, thì từ 4 ohm đến 16 ohm, nhưng mà đánh hai đôi thì anh em phải chọn cho những cái đôi loa từ 8 đến 16. Và đây. Đây là thông số của nó đây, Đờ Nông PMA 390AE, điện 100V, công suất là 150W. Seri của nó là 2752, Made in Japan. Đấy. Đây, con này cũng về tình trạng rất đẹp. Đây, em cũng giới thiệu cho đây vì nó cũng về đây thì đây nó có nốt vàng ố đây thì em chưa vệ sinh. Thế còn nói chung là cũng còn rất đẹp. Âm ly còn rất đẹp. Thế em sẽ cho anh em xem ruột ở bên trong. Đấy, anh em chờ em tí, xong em sẽ
cô chú đang gặp hiện tượng nhìn sai. Còn đây em đã tháo cái nắp để cho anh em xem. Đầu tiên là cục nguồn. Để cải thiện đây, anh em xem, miếng đồng viết các nhà. Thứ nó vẫn còn sáng quắc, rất còn đẹp, rất còn sáng. Đấy, anh em xem rất là còn đẹp. Mắt mình phải đưa rất nhiều thân cây ra. Chơi hai con tụ cô chú gọi rất to. 0834 334 mặt còn sáng và bốn con sò than. Đặc biệt hôm nay bên con xin giới thiệu bốn con sò than. Nói chung là máy zin nguyên bản, rất đẹp, sạch đẹp để anh em nhìn. Cô chú được sở hữu hai kính. Hai kính rất sạch sẽ. Có thể lấy hai kính cùng hoặc khác nhìn nhau, những cái đồ bên trong này rất là đẹp. Quà cho người thân hoặc bạn bè thật ý nghĩa. Con xin được giới thiệu về sản phẩm kính mắt mới nhất năm 2022. Anh em nào đang theo dõi cái kênh của em, video của em thì hãy cho em xin một like và đăng ký kênh của em để theo dõi những cái mẫu hàng mới nhất. Và hôm nay em sẽ có những cái clip test riêng cho anh em để nghe những cái chất âm của con này. Tiếng con này rất sáng anh em nhé. Để em đang đánh với cả đô la Pioneer V31. Pioneer V31. Tiếng rất là đây, mà tép em chỉ có để ở với nước 2 giờ thôi nhá. Mà như thế này. Từ ngày bọn mình chia tay, tiếng rất sáng. Đến nay đây là mật lốt này. Đấy, lốt có lốt nét nhá. Từ giờ trai biến đâu, tôi không quên nguyện cầu cho bạn bè hơn nhau. Ngày tháng qua mau, ba năm rời tay sớm. Đêm nay tôi ngoảnh mặt lại. Con này đánh tiếng rất lực anh em nhé, và rất đẹp. Anh em nào quan tâm thì hãy vào Zalo hoặc là vào Facebook cái số điện thoại của em ở trên bài 0904088272. Em ở chỗ địa chỉ là ở khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Giờ nằm giữa Đài Truyền hình Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam anh em nhé. Anh em nào mà muốn ship ở xa thì cứ vào Zalo theo dõi cái kênh của em thì biết là em thường xuyên là chuyển đi các nơi, các tỉnh rất xa và đều có những cái phản hồi rất tích cực của anh em ở xa đã lấy hàng của em. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Em sẽ có một clip test riêng để cho anh em xem. Về giá thì rất là cạnh tranh, em bán thì bán tại nhà nên đâm ra là giá rất là tốt để cho anh em được sở hữu được chiếc âm ly này. Anh em mà quan tâm thì hãy alo trực tiếp hoặc là Zalo, em sẽ cho cái giá rất tốt để anh em sở hữu được âm ly. Vâng, xin cảm ơn.